đó có là cái giá của chồng bà đi. Chị ăn bậy rồi chứ chị đừng có nói bậy nha. Mà bây giờ bà gì một bà già anh vậy, bà trở mặt với tôi đúng không? Ai là bà già? Cô á, cô quá lắm á nha. Bà còn ngại với tôi nữa. Tôi đi với tôi không ở nữa đâu. Thôi đi làm đi để tôi dọn cho. Đi đi. Vậy bây giờ im tươi nha. Ừ. Tới liền. Tại vì thoải mái quen rồi cho nên là em ráng chịu chút xíu nha. Nè, chị nghe ngược vừa thôi. Tôi vừa mới quét xong à. Chị phun nữa rồi ai quét cho nổi. Quá đáng vậy rồi làm sao? Bạn tôi kêu cô tới đây để làm việc chứ đâu phải tới làm bà nội. Lấy giùm ly nước đi. Nước không có lạnh sao uống. Nghĩ gì thì mà nhờ có xíu cũng xong. Nè, đi mua giùm chị cho số móng tay được không? Xin lỗi, tôi còn gì phải làm nữa, chị tự đi mà mua. Ủa? Tôi nhớ là bạn tôi thuê cô tới đây để giúp việc mà. Sao tôi nói một câu cô trả lời một câu vậy? Xin lỗi chị, công việc tôi bàn giao với chị Phượng á là làm công việc nhà, không bao gồm việc mua đồ giùm. Thời đại này ngộ ghê á. Chủ nói một tiếng, người hầu cãi là một tiếng. Xin lỗi chị, tôi là người làm theo giờ chứ không phải người hầu của chị. Vậy dọn đi. Chị quá đáng vừa thôi. Tôi không vừa. Cô làm gì tôi? Đến đây đi. Không mượn.
Ủa sao nay cậu về sớm vậy? Cậu để quên cái bếp. Có chuyện gì vậy bồ? Cái đứa mi đếm lại rồi nhiều mất 3 triệu. 3 triệu? Bồ kiểm tra kỹ chưa? Đếm kỹ lại coi. Đếm kỹ rồi. Nhà này từ sáng tới giờ chỉ có tôi với... Chị đừng có nhìn em vậy, em không có làm đâu. Mi, em có thiếu tiền á, thì em nói với chị. Chị nói với chị Phượng trả thêm lương cho em. Chứ đâu mà em làm vậy Mi. Em không có làm, chị Phụ, em không có làm đâu. Chắc không phải bé làm đâu. Bỏ nhầm ở đâu đó, chắc nhiều lắm. Tri nhân tri diện bất tri tâm bộ ơi. Giờ mà bộ tin người chủ đó, có ngày nó giác con chồng bộ đi đó. Chị ăn bậy được chứ chị đừng có nói bậy nha. Tôi không có làm cái chuyện đó. Ủa chứ cái nhà này từ sáng tới giờ có mình chị với em mà. Không lẽ chị đi ăn cắp tiền của bạn chị hả? Chị... Thôi được rồi Nguyên. Chị lương cái Nguyên đi. Chị Phụ, em không có làm. Em không có làm vậy. Chị biết rồi. Bây giờ đi. Sao bà cho nó đi dễ dàng quá vậy? Phải bắt nó trả lại tiền chứ. 3 triệu đâu phải là số tiền nhỏ đâu. Thôi bỏ đi. Lỡ là đi nuôi người ta rồi sao? Bồ cứ như vậy không á. Thôi để tôi kiếm người khác. Thôi mình đi nha. Ủa rồi tôi phải dọn mấy cái đống này hay sao? Làm gì? Em buồn quá, không có chuyện gì làm cho nên là em làm đỡ thôi, không có sao đâu. Vậy thôi, ở nhà nghỉ nhà nha, tụi tôi đi làm. Hồi xíu người ta tới á, bà hướng dẫn người ta giùm tôi nha. Xong dọn nhà đi, đứng nói nhịn gì nữa. Tôi nói bà đi dọn dẹp. Tôi là... là người giúp việc, tôi biết rồi. Giờ không lẽ bà đợi tôi cầm chổi tôi quét mẫu cho bà nữa hay sao? Dọn nhà đi. Cô đừng quăng vậy nữa. Không biết việc nhà này mướn ai ngộ lạ vậy ta. Nè.
sao vậy? Bộ ba muốn tôi bị phỏng chết hả? Nước ấm mà chứ đâu phải nước sôi đâu mà phỏng. Đó, bà uống đi, để coi là nó ấm hay nó nóng. Cô á, cô quái lắm á nha. Nhà của tôi không có chứa chấp cái loại mài như cô.